không? Chị nó hái đi. Em mà lại hái nè. Nè 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 nè. Hái đi. Đau nó kìa. Sí. Big one, look. Big one, look at that. Số hái đi. Emma, you wanna try? Emma, lại hái nè con. Thằng thì hái, thằng thì bốc ăn. Con hái mấy cái trái mà black á. Không, nó dậy chứ hái được không? Ừ, hái mấy trái này nè. Mấy ăn được. Ờ, đi. Không, nó dậy chứ nãy giờ làm việc được á. À, nguyên cái farm này lớn quá trời lớn luôn. À, chín đen cây luôn. Để thu hái đây. Xin vậy. Blueberries. Không hái nó sẽ lại ra nó lên nè. Hái không hái ông đi xin. Em à, đâu hái để đi coi coi. Wow. À, trái bự bự không? Mà khô không? Trái bự không? Cái này ỉa hồi nãy cũng mà. Trái bự ra. Rồi hai thằng này đứng góc đó nó ăn kìa. Sổ đi qua đây nè. À, sổ. Wow. Trái này ăn nó ngọt. Nhìn giống trái sắn quá. Trái sắn mà ăn mẹ hồi miệng đen thui. À, sổ. Đây là sổ, mẹ chị bây giờ đi đâu để gặp với tôi. Em mà ăn đi. Oh my god, good. Đây nè, em mà bên đây nè, nhóc trái bự luôn nè. Sổ lại đây hái nè sổ. Sổ à. Thằng thì hái muốn chết, thằng thì lại bóc ăn. Thương quá. Thương quá. Ở đây sổ. Ủa vậy chứ họ hái nhiều lắm á. Why you wearing áo dài? It's not áo bà ba. Con ăn đi. Đi. Ừ. Hái đi, hái đi. Sổ hái đi. Mommy!
Lại đây. Coi cho mày đá không? Đá không? Đó. Cái này nó như trái sắn vậy trời. Yes. Cái farm này lớn lắm. Sao này dài tuốt dưới đó. Mẹ ta đi. Ta đi đang quay phim không sao đâu con. Where's my dragonfly? I just let it go. Ở trong đó có một công nhân nhí đang hăng say hái à. Is this for good to eat? Đó, nó hái được nhiều đó. Ủa, chú công nhân, sao chú ăn không ạ? Nông dân. Cục. Thì làm công rồi là công nhân. Farmers. Trắng không cần. Ừ, hến. Maybe. Yeah. Ông bơ hồng mất cần nữa. cái đầu trọc. Em mà nói anh hổ sao? Anh hổ cắt tóc hết trơn rồi. Ông mà thấy thằng hổ nó cười quá. Thằng hổ vừa mới bước vô nhà mà nó cười quá đó. Hái nhiều dữ vậy. Không, tao hái tao để dành tủ đông tao ăn. Ăn xem dùng á. Oh yeah, this is good idea. Yeah, hái thêm. Hái đi, hai đứa hái đi. Hai đứa làm một hái đi. I don't want to. I want to play. This is my dragonfly. I just let it go. Thành quả sau khi hái cũng cỡ 2 kg. Hai bắp á hả? Ta đâu cho mình hái. Ta đâu? Ta bán mà cưng. Ta đem ra shop bán. Bên đây toàn là blueberry. Spell đó.
$25 một box. Hổ. Na. Nhi. Watch out! Alex! Cái xuồng này để đi đưa con nào? Ôi rồi. Wow, ở đây có một chàng thiêu. Wow. Holy. Đó không? Nó cắn ngon á. Xin thấy con này bao giờ chưa? Ngu. Wow, mấy xin. Cắn á. I'm a Shaolin monk going for it. Cắn á, nó cắn á. Chạy. Cắn mấy cái đó. Bè. Đi đi. Con gì vậy Sổ? Đi đi. Con gì kia? Hả? Chạy hả? Chạy. Nơ, đi ra đây. Chạy. Đi lên đây. Đi lên đây. Anh. Chạy. Đi lên đây. Okay. Chạy. Are you eating? Ice cream. Let's go.